Mình xin giới thiệu với các bạn một tính năng mà được cài sẵn trên màn hình Navitel ở trên màn hình Z Test đó. Nó không phải dùng giống như Google Maps. Ví dụ như đây là nó sẽ giới thiệu mình đây là đoạn đường chỉ được chạy 50 km/h và hiện tại xe mình đang đậu là 0 m/h, thì nếu mà mình chạy quá 50 thì nó sẽ báo. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn coi. Tại xe mình có cài cam 360 á, thì cho nên nó mới chuyển thị mình sẽ 5 giây sau nó sẽ trả về màn hình chính. Đây. Đây, nếu mình chạy hơn 50 m/h thì màn hình nó sẽ báo nha các bạn. Đây, mình sẽ chạy nhanh hơn 50 m/h. Giới hạn tốc độ 50 km/h. Bây giờ mình sẽ quay đầu xe lại. Khi mình đá đèn thì nó sẽ hiển thị cam 360. Giờ mình sẽ quay đầu xe cho bạn coi. Thì mình sẽ chạy hơn 50 km/h. Đây là phần mềm được cài sẵn có trên màn hình Z Test nha các bạn. Ở nhà đây để mình sẽ chạy hơn 50 km/h bạn coi. Giới hạn tốc độ 50 km/h. Thì đoạn đường cho 50 thì nó sẽ báo 50, đoạn đường cho 60 sẽ báo 60, và 80, 80, 100 là 100, 90 là 90 nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu thấy hay thì nhớ chia sẻ hoặc là like kênh của mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn.